sâu hò, những câu lý, những cái đối với cha nam nữ. Thế nhưng mà trong một phần đó thì trẻ con nó nói với thầy, hát cái giọng nó nghe buồn quá đi, tụi con thích cái hát buồn rap hơn. Thầy nói tại sao con thích rap, nói còn bởi vì cái rap nó có nhịp nhàng, nó nhịp nhàng sao con không nói rap à. Thầy hát cái bài thiệt là xưa, cái bài về thầy học hồi xưa đó, bản nhịp đó, tắt